nhan sắc vượt thời gian ngày càng xinh đẹp của các hoa hậu Việt Nam. 1. Hà Kiều Anh đăng quang vào năm 1992 khi mới 16 tuổi và là một trong những hoa hậu trẻ nhất. Đến nay, khi xuất hiện cùng những hoa hậu trẻ tuổi, mỹ nhân 7X không hề kém cạnh, thân sắc luôn được đánh giá cao. 2. Phạm Thị Mai Phương đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002. Sau hơn 20 năm, ở tuổi U40, thân hình và vẻ đẹp dịu dàng của hoa hậu bí ẩn nhất Việt Nam vẫn như thuở đôi mươi. 3. Sau 19 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu năm 2004, ở độ tuổi ngoài 30, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng đáng ngưỡng mộ. 4. Gây nhiều tranh cãi bởi làn da ngăm đen, đôi mắt nhỏ và hàm răng không đều khi mới đăng quang năm 2006. Sau 17 năm, Mai Phương Thúy đã lột xác hoàn toàn khi ngày càng sắc sảo, thân hình hoàn hảo mà còn giàu có. 5. Hoa hậu Ngọc Hân từng bị đặt biệt danh là hoa hậu kém sắc nhất khi sở hữu làn da sẫm, hàm răng khốc hỉnh và thân hình chưa thực sự đẹp. Tuy nhiên theo thời gian, cách ăn mặc, trang điểm của cô ngày càng đẹp lên trong mắt công chúng. 6. Ngay sau khi đăng quang năm 2008, Trần Thị Thùy Dung đã phải đối mặt với scandal chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù đã rời showbiz nhiều năm nhưng nàng hậu hiện vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp mặn mà. 7. Đặng Thu Thảo là hoa hậu có vẻ đẹp hiền dịu, xinh đẹp khi đăng quang. Hiện tại nhan sắc của cô còn thanh thoát, rực rỡ hơn. 8. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên từng gây tranh cãi về nhan sắc. Hiện tại, cô được cho là một trong những hoa hậu nóng bỏng, sành điệu nhất nhì showbiz Việt. 9. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh nhận không ít lời chê về nhan sắc kém nổi bật. Theo thời gian, người đẹp ngày càng thăng hạng nhan sắc một cách đáng nể. 10. Được mệnh danh là hoa hậu của các hoa hậu, Trần Tiểu Vi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 với nét đẹp hiện đại, ấn tượng. Cô luôn khẳng định đẳng cấp nhan sắc của mình mỗi khi xuất hiện. 11. Với nhan sắc ngọt ngào, Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, tuy nhiên cô bị chê chưa biết cách ăn mặc. Hiện cô đã lột xác hoàn toàn cả về nhan sắc lẫn gu thời trang.